Hello, xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây, mình là An. Và hôm nay thì mình khá là rảnh cho nên là mình sẽ làm một chiếc video về cách để làm sao chúng ta có thể có một cái giọng nói tự nhiên này, cũng như là một cái accent nó khá là thân thiện với tất cả mọi người. Thì thực ra là bởi vì là cách đây một vài hôm ý, cái hôm đấy là mình cũng vừa tròn 18 tuổi, cách đây khoảng một tuần. Gần một tuần thì mình có up một cái video lên trên Facebook về cái duet với lại một MC. Theo cá nhân mình thấy á, thì đối với những bạn cũng như là những anh chị mà đẳng cấp rồi thì nó cũng không so sánh được đâu, cho nên là mình sẽ chỉ chia sẻ trên cái kinh nghiệm cá nhân của mình thôi nhá. Mình sẽ ngồi chia sẻ chi tiết cho tất cả các bạn từng bước một luôn. Bây giờ trước hết là phải tìm một cái background ok đã. Ok, góc này được rồi đấy. Chúng ta sẽ lấy góc này đi. Ok, như các bạn đã biết thì cái giọng nói nó khá là quan trọng và nó có cái tầm ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của chúng ta, tất cả mọi người luôn. Bạn có thể theo đuổi một cái ngôn ngữ hoặc là bạn học một cái ngoại ngữ nào mới ấy, thì trước hết là bạn phải phát âm chuẩn. Nó thể hiện một cái sự tôn trọng. Thật sự luôn, nó thể hiện một cái sự tôn trọng đối với đối phương, đối với người nghe. Và nó cái giọng nói của bạn nó quyết định được cái sự thân thiết này, cũng như là nó có thể khiến cho đối phương ghét bạn ngay lập tức nếu như là cái giọng nói của bạn nó nói sao nhỉ? Nó không được đúng trong cái hoàn cảnh đấy á. Đấy, thì nó sẽ khá là khó chịu cho người nghe. Vì vậy cho nên là cái accent của cái câu nói của các bạn ý, cũng như là cái cách phát âm chuẩn, là những cái yếu tố tiên quyết đầu tiên để cho các bạn học một ngoại ngữ mới. Thì cái thứ nhất đó là cái bảng IPA là có 44 âm, thì các bạn hãy dành ra một khoảng thời gian để học thuộc hết tất cả 44 âm đấy. Trước hết là chúng ta phải phát âm chuẩn chứ đã. Bởi vì là từ chuẩn thì chúng ta mới đến hay được. Thì nó cũng, đấy là cái điều mình thấy nó khá là đơn giản và bình thường mà ai cũng biết chắc thế. Mà đúng thế là, thì tất cả chúng ta sẽ phải, dù là bạn học cái ngôn ngữ nào đi chăng nữa thì nó cũng có cái bảng IPA, cái bảng phiên âm chuẩn quốc tế á. Các bạn hãy cố gắng là dành thời gian để học thuộc cái bảng đó và lấy những cái ví dụ để có thể luyện tập nó, để phát âm nó chuẩn hơn. Thì khi mà các bạn đã học thuộc và phát âm chuẩn cái bảng IPA đó rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang cái bước tiếp theo để chúng ta có thể khiến cho cái giọng nói của chúng ta nó trở nên tự nhiên hơn và fluency hơn, để khiến cho chúng ta trở nên fancy hơn. Mình phải thú thật là mình không giỏi ngoại ngữ lắm đâu, thề. Nhưng mà trong cái việc học ngôn ngữ thì mình cảm thấy là cái giọng nói của mình là mình tự tin nhất. Thế nhưng mà nếu mà có giọng nói mà không có ngữ pháp thì làm sao mà khi đối diện với tất cả mọi người mình có thể nói ra được cái tâm tư của mình mà mình muốn nói. Có nghĩa là mình chỉ có nhìn vào giấy thì mình sẽ đọc được thôi. Đấy, cũng giống như là hôm trước cái bài mà mình có share trên Facebook á, thì mình thấy là đấy là do mình nhìn vào đó, mình đọc thì nó khá là ok thôi, chứ còn để mình mà tự nghĩ ra thì chắc chắn là mình sẽ không đọc được như thế. Cho nên là các bạn nên kết hợp, đây là một cái lời khuyên ngoài lề ở cái video này, đó chính là các bạn nên kết hợp. Tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ chuyển sang cái phần là làm sao để có một cái giọng nói hay. Thì đối với bản thân mình thì mình không thích nói giọng mũi. Khi mà nói giọng mũi thì nó cảm giác là không tự nhiên lắm. Mà mình thì lại rất thích cái kiểu nói mà nó khá là trầm, cái accent mà nó khá là trầm á, và nó không có kiểu bị thế lên ấy. Cho nên là cái này thì thực ra là cũng tùy vào mỗi người và phải luyện tập ý. Thì cái cách để các bạn có thể luyện tập được cái giọng của mình nó trở nên tự nhiên hơn ý, thì đó chính là các bạn hãy bật điện thoại lên. Các
các bạn có thể vào YouTube nha, các bạn có thể vào Instagram, Facebook, tất cả các thể loại social media đó, Twitter, rồi các bạn có thể theo dõi một người Anh, một người Mỹ nào đó. Các bạn sẽ thích giọng Anh nè, các bạn sẽ thích giọng Anh Mỹ nè, thì các bạn có thể follow họ, rồi các bạn sẽ học theo cái giọng của họ để chúng ta trở nên tốt hơn. Bởi vì là mình thì mình luôn luôn là hâm mộ một ai đó, xong rồi mình thích cái giọng người ta. Và thực sự là mình xem YouTube, mình follow những người trên YouTube là do là mình bị cuốn hút bởi cái giọng của người ta. Cho nên là trong một cái buổi đầu tiên mà các bạn gặp mặt nhau nè, các bạn kết bạn mới, thì cái giọng nói nó cũng khá là cần thiết, thật sự là cần thiết, nó không phải khá nữa, nó thật sự là cần thiết luôn ý. Đó, thì nó sẽ khiến cho đối phương cảm thấy bạn và họ trở nên thân thiết hơn với nhau. Đó, thì cái này nó cũng đơn giản thôi. Mình thì cũng có một vài cái kênh YouTube mà mình follow mà họ nói tiếng Anh khá là hay. Ví dụ như là anh Lim nè, thì mình hay xem anh Lim nhiều hơn, bởi vì là cô ấy hay chia sẻ về lifestyle và tất cả mọi thứ. Hay là Lavender đó, thì tất cả những cái kênh YouTube á, mình sẽ để link ở dưới phần mô tả nhé. Và tiếp theo thì là cái cách cuối cùng, nhưng mà mình thấy nó cũng khá là quan trọng, đó chính là các bạn sẽ sử dụng app để chúng ta có thể học. Thì mình sẽ có hai cái app để show ra cho các bạn, đó chính là thứ nhất là Free for Talk nè, và cái gì nhỉ, Omic, mình không nhớ tên lắm đâu, và mình sẽ để tên nó ở đâu đó ở trên màn hình nhá. Thì mình sẽ giới thiệu về cái Free for Talk, bởi vì là mình sử dụng Free for Talk nhiều hơn. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần mềm Free for Talk nhé. Trước hết thì chúng ta vào giao diện của cung cấp, hoặc các bạn có thể vào giao diện của Google và các bạn tìm Free for Talk. Đó, thì nó sẽ hiện ra ngay ở đầu trang luôn. Cái phần mềm này thì nó free nha các bạn. Rồi, nếu các bạn chưa có tài khoản thì các bạn hãy ấn đăng ký nhá. Còn những ai mà có tài khoản rồi á thì chúng ta có thể sử dụng luôn. Các bạn có thể sử dụng Facebook nè, hoặc là những cái trang liên kết hiện ở đây nhé. Bây giờ mình sẽ tìm những người mà nói ngôn ngữ mà mình cần. Ví dụ như các bạn cần nói tiếng Anh, các bạn nhìn ở đây, đây là cái ngôn ngữ mà họ cần này. Đó, ai muốn nói ngôn ngữ nào thì chúng ta có thể nhìn vào đây và chúng ta tìm. Và đây là những cái tiêu đề mà họ đặt ra để cho chúng ta có thể tham gia vào cuộc trò chuyện. Any level, beginner, đó. Thì các bạn xem các bạn phù hợp với cái trình độ nào thì chúng ta hãy nhấp vào trình độ đó nhé. Và nếu các bạn muốn tìm một người nói chuyện chất lượng thì chúng ta hãy nhìn vào đây này, cái lượng team của họ này, là họ đã tham gia rất là nhiều cái cuộc trò chuyện rồi này. Đó, bây giờ mình sẽ đi tìm một cái nhóm trống nhé. Ở đây thì để mình xem nào. Đây không phải tiếng Anh. Ok, xem nào. Mình chưa thấy ai còn tìm nhỉ. Mình tham gia nhóm nào mà có hai người thôi, nói cho nó dễ. Toàn là tiếng gì ạ? Nè, các bạn có thể nhìn cái chủ đề Music Before Getting Crazy 58. Đây này là của mình sẽ nói chuyện với người này nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ấn vào đây và bắt đầu cuộc trò chuyện, để chúng ta sẽ mở loa ra này. Hi, welcome. Where are you from? I'm from Asia. Where? Yeah. Wow. I'm originally Vietnam. Do you know Vietnam?
Maybe you like listen to music in your free time? Yeah, sure. I love music. What about you? Oh, me too. And I'm beside listening to music, I usually go to play sport with my friends, and sometimes, you know, like I enjoy traveling, and I have a dream to travel around the world. Oh, me too. Yes. And what do you do? I'm a student. What about you? I'm a student. And I'm 18 years old. Okay. Maybe you are sister. Yeah, I think so, yeah. I'm way older than you. And I really love your voice. It's lovely. Oh, thank you. I love your voice too. Yes. It's so cute. Oh, thank you. Do you play any instrument? Please play the ukulele. But now ukulele is not here because my younger brother played it. Oh no, tell him. Sorry about it. That's okay. Đó thì khi mà các bạn dừng cái video chat thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này. Đây, và mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn nếu như các bạn muốn nói về một chủ đề nào đó mà các bạn muốn mọi người cùng vào để bàn luận á, thì chúng ta sẽ vào cái create a new group và các bạn sẽ gõ cái topic mà các bạn muốn, ví dụ như mình muốn nói về sport chẳng hạn, sport, và cái link ở đây là English any level and unlimited. Ok, và các bạn create, sau đó các bạn chỉ cần chờ mọi người tham gia vào và tất cả cùng nói thôi. Thì khi mà mọi người tham gia vào đây thì chúng ta sẽ đều nói về cái sport này hết đó, thì ngoài ra không còn. Và sometime thì mình sẽ sử dụng cái app Augmate kia. Cái app này là mình được một người bạn giới thiệu, bởi vì là lần đó thì khi mà mình sắp thi IELTS thì bạn ấy có giới thiệu cái app này cho mình, và thực ra là mình thấy nó khá là hay, nhưng mà bạn ấy có nói với mình là hơi lắm biến thái, cho nên là mình không dám bật, thật sự là không dám bật, mà mình chỉ dám bật đúng một lần, mà lần đấy người ta chưa kịp show cái gì thì mình đã tắt luôn rồi, mình rất là sợ. Và mình chỉ dám dùng free phone talk thôi, bởi vì là free phone talk thì họ nói chuyện với nhau, họ không bao giờ bật cam cả, tất cả mọi người chỉ có bật mic lên và nói chuyện với nhau thôi, nên là rất là thoải mái, mà chúng ta không lo sợ gì hết cả. Mà các bạn có thể là cải thiện cái giọng nói của mình nè, các bạn có thể nghe người ta nói và các bạn bắt chước theo, thì đấy cũng là một cái cách rất là hiệu quả thôi. Và tất cả mọi người trên này thì phần lớn khi mà mình nói chuyện ý, thì họ rất là lịch sự. Tất cả những cái này nó sẽ cần một cái sự tập luyện ấy, cho nên là mình nghĩ là các bạn nên cần tập luyện thật nhiều hàng ngày. Ví dụ như là khi các bạn có thể đi giặt quần áo nè, các bạn đi rửa bát, các bạn đi tắm, các bạn có thể là tự nói một mình thôi, nhìn vào gương tự nói một mình. Nghĩ nó hơi điên điên một tí nhưng mà nó hiệu quả các bạn ạ. Thật sự là nó rất là hiệu quả luôn. Mà cái này á, nó cải thiện trong tầm khoảng một tháng thôi, thề với các bạn là rất là nhanh. Một tháng, duy nhất một tháng. Mình nhớ là lúc đấy là mình học cái nói này này, mình học nói này, thực ra là bởi vì cái đợt đấy là từ tiểu học rồi, cái lúc đấy là mình không biết tại sao mình đứng lên mình đọc bài và mình được cô giáo khen, và từ đấy trở đi là mình luôn luôn yêu cái giọng nói của mình và mình luôn luôn tập luyện thôi, và mình tập luyện từ cái đợt đấy luôn ấy.
Thì lớn lên rồi thì cũng không tập luyện nữa, thế nhưng mà nó cũng là bản năng rồi, cho nên là cũng khá là may mắn khi mà đi thi chấm 4 tiêu chí của IELTS thì bao giờ gọi là pronunciation luôn luôn là cao nhất. Thì cái đấy cũng khá là tự hào, nhưng mà mình nghĩ là mình nên cần cải thiện cái grammar cũng như là fluency của mình để làm sao cho mà cái việc giao tiếp của mình nó trở nên thuận tiện hơn, và cũng như là khi mà chúng ta đã có một cái accent hay rồi thì đương nhiên chúng ta phải kết hợp vào thì nó mới được hoàn thiện. Thì đấy cũng là một cái nhược điểm của mình, cho nên là nếu mà bạn nào mà có ngữ pháp tốt rồi á thì các bạn chỉ cần luyện tập cái accent thật là tự nhiên này, thật là hay này, các bạn có thể là Anh hoặc Anh Mỹ cũng đều được hết. Nhưng mà mình nghĩ là cái accent này nó sẽ dễ cải thiện và nó cải thiện nhanh hơn là grammar đó. Thì mình cũng chỉ chúc các bạn là hãy cố lên, và cái này nó rất là đơn giản, mình nghĩ là như thế, cho nên là fight it. Và video của mình thì đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Ê, khoan đã, hãy like và subscribe để ủng hộ cho kênh của mình nhé, để mình có thêm nhiều động lực để có thể ra nhiều video hơn nữa. Và hãy comment ở phía dưới cho các bạn biết về ý kiến của các bạn về những cái cách mà mình đã chia sẻ để mình có thể trau dồi thêm về cái giọng nói của mình, cũng như là để cho tất cả mọi người có thể tham khảo được. Và bây giờ thì xin chào các bạn.